Leo lên đó nha. À, cái chiếc máy cày, đây là của các nhà hảo tâm. Khi mà thầy Cương đi muốn muốn tìm cái sinh nhai cho anh An là con là bố của Tí Hon thì thầy Cương quyết định là mua đưa về đây cho một cái chiếc máy cày, máy cày bằng tay VTV2 đấy, của VTV2 nè, ban khoa giáo. của ban khoa giáo của Đài truyền hình Việt Nam gửi tặng. Và thầy Cương bảo là cho cái gì cũng cũng nó không bền vững, cho cái máy cày thì để mà anh có thể là lao động để mà cày, lấy công để mà có thể là kiếm cái kế mưu sinh của riêng mình. Hát hả? Hát chơi hả? Đây